Đây là một chiếc trực thăng cảnh sát các bạn. Cái màu rất là đẹp nha. Nó đúng màu trực thăng các bạn. Rồi, ok. Come on. Đây, đây là một chiếc xe cứu hộ các bạn. Đây các bạn thấy 24/24 nha. Cô có ngay lần đến ở đây, mở cửa này. Này, cái này để bắn xe lên này. Còn cái mốc này để kéo xe nha. Ok, let's go. Wow. Để kẹt lại đó nha các bạn. Rồi, đây là mặt đầu cái xe kéo. Ông cái nơi này. Đây là bướng nha. Hai các bạn nhìn thấy ông khói ra rất là to luôn. Yeah. Đây là đầu kéo nha các bạn. Wow. Đây thì rất mạnh luôn. Ở đây là một chiếc xe tự độ. Nâng lên hai xuống này. Mạnh. Xe này rất là lớn, rất là khổng lồ nha. Cái này để chở đất đá nha các bạn. Xe này mình thường thấy trong các mỏ đá nha, mỏ đất nha. Này chở được rất là nhiều luôn. Ok.